Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm báo online ngày 13 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời nhân dân hai nước đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nội dung của cuộc điện đàm được phản ánh trên báo Nhân dân điện tử. Qua điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn thời điểm khó khăn, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung cần tiếp tục được thúc đẩy vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư cho rằng, hai bên cần tăng cường hơn nữa hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định, đàm phán, trao đổi chân thành để giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên Biển Đông theo tinh thần các thỏa thuận đã đạt được và phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, đưa quan hệ Việt-Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định. Bàn về vấn đề xây dựng nền văn hóa ở Việt Nam hiện nay, mục cùng bàn luận trên báo Quân đội Nhân dân điện tử có bài viết Xây dựng biểu tượng văn hóa quốc gia. Bài báo đánh giá, việc xây dựng biểu tượng văn hóa quốc gia là hết sức cần thiết, quan trọng và cấp bách. Bởi lẽ, biểu tượng văn hóa quốc gia là sự kết tinh những giá trị tinh túy đặc sắc nhất, thể hiện rõ lịch sử, truyền thống, tâm hồn, cốt cách, trí tuệ của cả cộng đồng dân tộc. Nhất là trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, khi truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc dễ bị xói mòn, xóa nhòa do sự tác động sâu rộng của quá trình hội nhập quốc tế, thì việc xây dựng biểu tượng văn hóa quốc gia là một trong những giải pháp hữu hiệu để góp phần giữ vững vị thế, hình ảnh quốc gia dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, việc mới đây, Bộ Công Thương có ý kiến cho rằng việc tăng giá điện là có lợi cho tất cả, và nếu không tăng giá thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ phá sản và sụp đổ ngành điện. Và ngay lập tức, ý kiến này đã bị công luận và dư luận bày tỏ sự bất bình. Báo điện tử Dân Trí đã có bài viết phản ánh, lo EVN phá sản, Bộ Công Thương đang thách đố và mặc cả với dân. Bài báo tổng hợp phân tích rất sâu sắc trên nhiều góc độ của các chuyên gia kinh tế cho rằng, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Công Thương đáng ra phải bảo vệ quyền, lợi ích của người dân, chứ không phải lợi ích của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, nếu để Tập đoàn Điện lực Việt Nam phá sản, có khi lại hay, bởi sẽ không còn độc quyền và cũng không thể làm sụp đổ ngành điện. Bài báo đánh giá, việc Bộ Công Thương nêu lý do như trên để đồng ý tăng giá điện chẳng khác nào đang thách đố và mặc cả với người dân. Cũng là thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Trong chuyên mục Điểm báo online ngày hôm qua, chúng tôi đã thông tin về vụ việc có tới 26 khách hàng là người Việt Nam hoặc có quốc tịch Việt Nam nằm trong danh sách bị nghi ngờ rửa tiền tại ngân hàng HSBC của Thụy Sĩ. Báo điện tử Vietnamnet ngày hôm nay cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu chi nhánh ngân hàng HSBC Việt Nam báo cáo khẩn cấp về vụ việc này. 26 tài khoản này có tổng giá trị 37,5 triệu đô la Mỹ, trong đó tài khoản lớn nhất là hơn 12 triệu đô la Mỹ. Từ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu chi nhánh ngân hàng HSBC tại Việt Nam báo cáo khẩn cấp, trong đó tập trung xác minh xem các tài khoản đó có hợp pháp hay không. Nếu không hợp pháp hoặc có dấu hiệu rửa tiền, vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan công an để điều tra, xác minh làm rõ để có biện pháp xử lý. Một thông tin kinh tế đáng chú ý khác, đó là việc mỗi năm ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh chạy vào lợi nhuận của một doanh nghiệp lên đến 3 triệu đô la Mỹ một cách bất thường, rất bất thường. Và điều này được phản ánh trong mục sự kiện và bình luận của báo Lao động Điện tử. Theo đó, bài báo chỉ rõ, có đến 5 điểm bất thường, thậm chí rất bất thường trong vấn đề xử lý rác thải rắn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đó là việc công ty đang làm nhiệm vụ xử lý rác thải rắn được thanh toán cao hơn các đơn vị khác cùng sử dụng một công nghệ xử lý chôn lấp. Bất thường thứ hai là lợi nhuận của đơn vị này cũng cao hơn các đơn vị khác. Bất thường nữa là đơn vị này được thỏa thuận về giá cung cấp dịch vụ, trong khi pháp luật quy định là nhà nước ấn định giá, vân vân. Bài báo đặt ra câu hỏi, tại sao mấy năm qua thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức đấu thầu xử lý rác một cách công bằng, tránh thất thoát hàng triệu đô la của ngân sách? Chuyên mục Điểm báo online ngày hôm nay 13 tháng 2 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.